Rồi em xin chào cả nhà nha. Hôm nay lên cả nhà một con này, cái hiệu đó nè cả nhà. Đây cái hiệu đó cả nhà, đọc giúp em ha. Rồi thì con này chén là đọc luôn. À cái này Sippo cả nhà. Đây nè. Con Sippo ha. Cái này là cái thương hiệu của dòng xe gì cả nhà. Nè, cái dòng xe gì nè. Đó, Mitsubishi Moto gì nè, đó, cái dòng xe đó đó. Rồi thì thương hiệu Sippo ha. Đây cái mặt sau đó cả nhà. Con này dán là đọc luôn nha. Rồi thì con này size của nó nè, size 38.8 nha. Em tính núm luôn là 42.6 ha. Thì nó chạy full 6 kim nha cả nhà. Kim này là kim 24 giờ buổi sáng buổi tối nè. Hai kim này là kim thể thao ha. Đây em test kim đó nha. Kim thể thao đang chạy nè không. Đây kim thể thao đang chạy nè. Rồi mình ngưng nó lại ha. Mình reset đó nha cả nhà. Rồi kim hoạt động ok hết luôn nha. Con này mặt thiết kế rất là đẹp luôn nè. Đó, các em thấy không? Ở trong cái mặt đó nè. Đó, thiết kế mặt rất là đẹp luôn nha. Em coi có dại quang không ha. Đây, dại quang sáng nha cả nhà. Kim cọc số là có dại quang sáng ha. Mặt thì rất là đẹp luôn. Con này dây mới luôn nha. Đây nè. Thấy không? Rất đẹp luôn ha. Lên tay mấy con này nè. Bữa mấy anh nào hỏi em có đồng hồ Sippo không á thì hôm nay em về rồi ha. Rồi anh nào cần thì mình cứ nhắn lại cho em nha. Đó, em bán nhà mình với giá là 750 ha, mã số 173 cả nhà. 750 mã 173 ha. Cả nhà mình chốt thì cứ chụp hình gửi cho em nha. Sippo ha cả nhà. Đây. Máy Nhật nha. Rồi bên em thì cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà. Cả nhà tin tưởng em, chuyển khoản hết em bao ship nha. Rồi em xin chào cả nhà nha.